Này thiện hiện, nếu bốn niệm trụ khác bản tánh không khác bốn niệm trụ chẳng phải bản tánh không chẳng phải bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo khác bản tánh không khác bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải bản tánh không, chẳng phải bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, nếu thánh đế khổ khác bản tánh không khác thánh đế khổ chẳng phải bản tánh không chẳng phải thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo khác bản tánh không khác thánh đế tập diệt đạo. Thánh đế tập diệt đạo chẳng phải bản tánh không chẳng phải thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, nếu bốn tịnh lự khác bản tánh không khác bốn tịnh lự chẳng phải bản tánh không chẳng phải bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc khác bản tánh không khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải bản tánh không chẳng phải bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, nếu tám giải thoát khác bản tánh không khác tám giải thoát chẳng phải bản tánh không chẳng phải tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ khác bản tánh không khác tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải bản tánh không chẳng phải tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, nếu pháp môn Đà La Ni khác bản tánh không khác pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Đà La Ni chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn Đà La Ni. Pháp môn Tam Ma Địa khác bản tánh không khác pháp môn Tam Ma Địa. Pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, nếu pháp môn giải thoát không khác bản tánh không khác pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát không chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện khác bản tánh không khác pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, nếu bậc cực hỷ khác bản tánh không khác bậc cực hỷ. Bậc cực hỷ chẳng phải bản tánh không chẳng phải bậc cực hỷ. Bậc vi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, khác bản tánh không khác bậc vi cấu cho đến bậc pháp vân. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng phải bản tánh không chẳng phải bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, nếu năm loại mắt khác bản tánh không khác năm loại mắt. Năm loại mắt chẳng phải bản tánh không chẳng phải năm loại mắt. Sáu phép thần thông khác bản tánh không khác sáu phép thần thông. Sáu phép thần thông chẳng phải bản tánh không chẳng phải sáu phép thần thông. Này thiện hiện, nếu mười lực Phật khác bản tánh không khác mười lực Phật. Mười lực Phật chẳng phải bản tánh không chẳng phải mười lực Phật. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng khác bản tánh không khác bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải bản tánh không chẳng phải bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, nếu 32 tướng đại sĩ khác bản tánh không khác 32 tướng đại sĩ. 32 tướng đại sĩ chẳng phải bản tánh không chẳng phải 32 tướng đại sĩ. 80 vẻ đẹp phụ thuộc khác bản tánh không khác 80 vẻ đẹp phụ thuộc.
80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng phải bản tánh không, bản tánh không chẳng phải 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện, nếu pháp không quên mất khác bản tánh không khác pháp không quên mất. Pháp không quên mất chẳng phải bản tánh không chẳng phải pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả khác bản tánh không khác tánh luôn luôn xả. Tánh luôn luôn xả chẳng phải bản tánh không chẳng phải tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, nếu trí nhất thiết khác bản tánh không khác trí nhất thiết. Trí nhất thiết chẳng phải bản tánh không chẳng phải trí nhất thiết. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng khác bản tánh không khác trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải bản tánh không chẳng phải trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, nếu quả dự lưu khác bản tánh không khác quả dự lưu. Quả dự lưu chẳng phải bản tánh không chẳng phải quả dự lưu. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác khác bản tánh không khác quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng phải bản tánh không chẳng phải quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Này thiện hiện, nếu tất cả hạnh đại Bồ Tát khác bản tánh không khác tất cả hạnh đại Bồ Tát. Tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải bản tánh không chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật khác bản tánh không khác quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải bản tánh không chẳng phải quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Thì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán tất cả pháp đều bản tánh không để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Hết quyển thứ 388.